được gọi là những người đệ tử của anh hay là những người con trời thì khác gì so với những người thường khác, thưa bạn? Thứ nhất, tất cả mọi người chưa từng thấy giờ lên những vị thầy Tây Tạng lỗi lạc tu từ nhỏ trong hang đá 30 năm, chỉ 3 dòng hào quang, Kiệt có 7 dòng hào quang hiện giờ nè. Người nào gần Kiệt cả nửa ngày không ăn cũng cảm thấy không đói bụng và cảm thấy được cảm mới, đó là cái khác thứ nhất. Thứ hai, cái bàn tay Kiệt là trị bệnh được ung thư, bệnh gì đây trước người kia trị bệnh để tay là hết. Đây rất là nhiều người làm chứng, không ai nói là không có ở trên mạng thì được. Thì hai cái đó là khác, tại vì mang thân người nhưng kiện không phải là con người, chỉ có nửa người là thiệt còn nửa người nó là khác. Cái thứ ba, người thường không có thể nói chuyện được với thần thánh, chuyện nói chuyện được với thần thánh, nói chuyện được với chư Phật, thượng đế, mẹ Maria, tất cả những gì nào thì nói hết. Ông nhận Peter của 12 người của Chúa, ô kiện nói chuyện ông thường xin, nhưng mà có thể là không tin thôi. Nhưng mà cái đặc biệt của Kiệt là từ nhỏ mới sinh ra đó, là Kiệt nhìn thấy trong bầu trời á, nhiều người đi lắm mà mắt thường ở sống không ai biết, nên từ nhỏ sinh ra là đã khác từ người ta rồi, thì có những cái đó. Và đồng thời Kiệt biết trước được, không phải là chỉ là chuyện phong thủy, mà Kiệt biết trước được cái cơ vận của cái quả địa cầu, những nguyên thủ quốc gia. Chị biết được ông Trâm cũng lên, coi là clip của đây. Chị biết được bà Hà Phương Hằng sẽ vô tù, chị kêu bà đừng nói, không thôi 3 tháng rồi bị bắt đi chen. Và đồng thời bây giờ bị bắt, chị nói chị chờ tôi về tôi mới thả bà ra, nếu không bà ông nói tới ngày hôm nào bà chưa được thả. Cho nên những cái chuyện không ai thể nói được, mà nói chung